Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đến cái video thứ năm trong chuỗi series từ video số 1 cho tới video số 5 này. Mình nói một nội dung chia ra những phần khác nhau. Cái nội dung này mình nói chia sẻ là tại sao chúng ta phải lan tỏa cái nội dung của chúng ta ra. Và bây giờ là cái mục số 5, gọi là mình chia sẻ nội dung ở đâu. Khi chúng ta chia sẻ thì chúng ta chia sẻ ở đâu? Khi chúng ta có nội dung hay, khi chúng ta có sản phẩm để chúng ta kinh doanh, chúng ta biến nó thành nội dung hay thì chúng ta chia sẻ ở đâu? Thì rất là ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên. Ngày hôm nay mình gặp nhiều bạn đang kinh doanh, họ chỉ có duy nhất một kênh chia sẻ thôi. Có những bạn đang kinh doanh đã lâu rồi mà họ có duy nhất một kênh chia sẻ trên Facebook. Và họ chia sẻ toàn là thông tin về sản phẩm. Nào là sản phẩm chất lượng, họ ca ngợi sản phẩm của họ là chất lượng, họ ca ngợi sản phẩm của họ là ngon lắm, họ ca ngợi sản phẩm của họ là giá tốt lắm. Hoặc là có người họ chỉ có duy nhất một cái website thôi, và trên website chỉ có một vài thông tin về sản phẩm, giá cả và cái gì và hình ảnh sản phẩm thôi. Hoặc có một vài người chỉ dùng đúng bộ kênh Zalo để kinh doanh thôi. Vậy thì các bạn cứ thử suy nghĩ đi, nếu chúng ta chỉ có duy nhất một kênh để chúng ta kinh doanh thì bạn thấy như thế nào? Nó rất là gì? Nó rất là tự hạn chế ta. Chúng ta tự hạn chế ta. Ngày hôm nay chúng ta ra kinh doanh, chúng ta cần phải có đa kênh, nhiều kênh, đa kênh. Bạn hình dung đi, ở một cái địa phương nào đó, mình hình dung ra một cái bức tranh khác, thoát ra khỏi kinh doanh, các bạn sẽ thấy ở một cái địa phương nào đó mà cái con đường giao thông đến họ chỉ có độc đạo một con đường thì cái địa phương đó các bạn thấy nó không có thể đông đúc được, nó rất là khó đông đúc. Ví dụ Sài Gòn, tại sao nó đông đúc? Về đường bộ họ rất là phong phú, họ có đường đi từ miền Trung vào qua cầu Sài Gòn, họ có đường đi từ ở trên Bình Phước, Bình Dương rồi xuống qua cầu Bình Triệu, trên Tây Nguyên rồi cũng xuống được qua cầu Bình Triệu, qua cái con đường đó. Họ có đường gì? Bên Campuchia, bên Tây Ninh đồ qua được, qua cầu An Sương. Họ có cái con đường gì ở dưới miền Tây lên được qua cầu Bình Điền. Và liên tục hiện tại họ đang phát triển về hệ thống giao thông đường bộ cực kỳ đều. Về đường thủy các bạn thấy các cái sông ngòi kéo với nhau hết. Hệ thống đường thủy của thành phố Hồ Chí Minh, nó là tàu bè, tàu xuất nhập khẩu, tàu hàng nước ngoài họ cũng đi theo đường thủy đó họ vào. Về đường hàng không các bạn thấy chưa, là sân bay Tân Sơn Nhất, nó có hai sân bay, hai phần, một phần là sân bay nội địa và một phần là sân bay quốc tế. Nó kết nối trực tiếp các nước trực tiếp đáp xuống Nga, Anh, Mỹ đồ, tất cả đều đáp được xuống hết. Châu Âu, châu Á, châu Phi đều đáp được xuống Tân Sơn Nhất hết. Nội địa thì các cái tỉnh thành đều đáp được vào hết. Các bạn thấy chưa? Đường tàu lửa đó có ga trực tiếp, ga Hòa Hưng ngay trong lòng thành phố. Vậy thì các cái kênh giao thông chính gần như thành phố Hồ Chí Minh này có hết, nên là họ rất là đông đúc. Ra kinh doanh cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ có một kênh thì khách của chúng ta nó sẽ rất là hạn chế, rất là hạn hẹp. Ngày hôm nay mình không hiểu sao tại sao có rất là nhiều người họ ra kinh doanh họ có duy nhất một kênh, mà ngày hôm nay chúng ta phải ra một cái khái niệm là đa kênh. Chúng ta đã sản xuất ra nội dung hay rồi mà, chúng ta có sản phẩm tốt, sản xuất ra nội dung hay, bạn có khả năng chia sẻ nội dung hay, thì tại sao bạn chỉ có một kênh đi? Kênh Facebook, chúng ta hãy làm tốt những kênh Facebook. Rồi các bạn thấy Facebook nó có Facebook cá nhân nè, Facebook gì, trang Facebook fanpage nè, nó có Facebook web nè, các bạn bây giờ chúng ta phải lan tỏa nó đi hết. Chúng ta có kênh YouTube nè, chúng ta cũng phải lan tỏa nó đi hết. Chúng ta có cái kênh gì nữa nè, chúng ta có web nè, chúng ta có gì nữa, Zalo nè, chúng ta có Instagram nè, chúng ta có hệ thống email nè để chúng ta đi chia sẻ, rồi blog nè, các trang thương mại điện tử này, các trang LinkedIn này, rất rất nhiều trang. Nếu chúng ta ngồi liệt kê ra
nó cũng phải hơn chục trang và còn nhiều hơn nữa. Tại sao chúng ta không tận dụng nó đó để chúng ta chia sẻ? Và khi chúng ta chia sẻ thì chúng ta phải chia sẻ nội dung hay. Chứ chúng ta không có chia sẻ nào là thông tin sản phẩm, hình ảnh sản phẩm rồi giá cả. Các bạn hình dung đi, các bạn có bao giờ các bạn đọc những cái thông tin chỉ có hình ảnh sản phẩm và giá cả rồi các bạn đưa nó về trang mình rồi các bạn chia sẻ đi chỗ khác không? Không có. Người ta chỉ tập trung đọc rất sâu các cái bài viết hay, rồi người ta mới lưu về trang của mình, rồi người ta tap cho bạn bè mình xem. Cái đó là tâm lý chung. Nên là chúng ta phải sản xuất ra nội dung hay mà ngay từ đầu xuyên suốt mình đã nói rồi. Rồi nghĩa là vừa rồi mình nói chúng ta cái phần số 5 là chúng ta chia sẻ ở đâu, nghĩa là chúng ta dùng đa kênh. Và cái phần số 6 mình muốn gọi đến các bạn là tại sao chúng ta phải chia sẻ nội dung, tại sao? Thứ nhất, chúng ta chia sẻ nội dung để chúng ta bán được hàng. Nếu chúng ta không chia sẻ thì chắc chắn chúng ta không bán được hàng, bởi vì mọi người không biết về ta. Bạn có sản phẩm hay, bạn có sản phẩm chất lượng, nhưng mà bạn ngồi một chỗ, bạn để ở nhà không ai biết về bạn có sản phẩm đó hết. Nên là lý do thứ nhất chúng ta phải chia sẻ nội dung, lan tỏa ra để chúng ta bán được hàng. Cái lý do thứ hai, chúng ta ngày hôm nay những người khởi nghiệp thì chúng ta hay chọn cái kênh internet trước, bởi vì sao? Internet nó rẻ. Nó rẻ. Sau cái kênh internet rồi các bạn sẽ chọn những cái kênh khác, những kênh offline như kênh hội chợ, thông qua hội thảo, các event. Thì những kênh đó các bạn đòi hỏi các bạn phải cần có tài chánh hơn, các bạn cần phải có kinh nghiệm hơn, các bạn cần phải ra showroom nữa đòi hỏi. Nhưng mà cái kênh internet thì nó đơn giản, nó dễ hơn nếu các bạn nào cái phân khúc mới ra tập tành làm kinh doanh. Rồi thông qua chia sẻ này chúng ta mới có cơ hội chúng ta tương tác với khách hàng. Cái điều thứ ba là chúng ta tương tác được với khách hàng. Tại vì khi khách hàng họ thấy bạn chia sẻ, họ mới hỏi thăm, họ mới like, họ mới comment, họ mới share, họ mới bình luận, họ mới tương tác với các bạn. Mình mới có tương tác. Và tương tác thì nó mới tạo ra mối quan hệ. Tương tác nó mới giúp cho chúng ta hiểu về nhau hơn. Không tương tác thì không có chuyện gì xảy ra. Khi chúng ta càng chia sẻ thì khách hàng họ như thế nào? Cái điều thứ tư là khi chúng ta càng chia sẻ thì khách hàng họ càng thấy gì họ càng thấy được cái hình ảnh của bạn, họ càng thấy được thương hiệu của bạn, họ càng hiểu được bạn hơn, nên họ như thế nào họ phát sinh nhu cầu nó dễ hơn. Cái thứ năm, chúng ta chọn những cái kênh online bởi vì sao bởi vì nó dễ dàng làm, dễ làm. Các bạn thấy những cái kênh YouTube này mình làm, mình cũng rất là dễ làm. Mình chỉ cần có một cái gì một cái máy điện thoại mà mình đã ngồi mình đã quay được cho các bạn rồi. Chúng ta có thể làm mọi lúc mọi nơi, lúc nào rảnh thì làm. Nhưng mình bây giờ mình rảnh là mình làm. Nó vừa nhanh gọn đơn giản, làm một đoạn YouTube này 5-10 phút là xong. Quan trọng là bạn có nội dung thôi, 5-10 phút là xong. Và một cái điều đặc biệt nữa, một cái điều vô cùng đặc biệt nữa mà mình muốn gọi đến các bạn, đó là bạn như là bạn đang có một cái giải pháp hay, bạn có một cái giải pháp tuyệt vời, thì ai cũng vậy, cũng mong muốn mang nó đến cho khách hàng, mang nó đến cho nhiều người. Đây là cái điều chính yếu nhất, đây là cái điều quan trọng nhất. Tóm lại, mình cũng đã viết ra được một cái quyển sách gọi là bán hàng online ngay này. Và bạn nào mà mua cái quyển sách này thì các bạn đọc từng bước các bạn sẽ hiểu. Mình rất là ngạc nhiên, hồi mình viết ra cái quyển sách này mình không nghĩ là nó mang hữu ích đến cho khách hàng như vậy đâu. Có những bạn họ về họ đọc từng bài, họ nói hay quá, cứ áp dụng đúng cái này làm. Và có những bạn họ đọc cái bài đó, họ nốt cái chỗ đó, lúc xưa họ không biết làm sao giải thích cho nhân viên hiểu, thì họ nốt đúng cái chỗ đó, họ gạch đúng cái bài đó, họ gửi cho nhân viên, bắt nhân viên phải đọc đi để họ hiểu, để nhân viên họ làm. Đó là cái cách mà chúng ta cần làm. Vậy là vừa rồi mình đi trong một cái chuỗi 5 video, từ video số 1 cho tới video số 5, mục tiêu là giúp cho các bạn làm sao để chia sẻ nội dung, và chia sẻ nội dung nó phải hay, và làm sao để lan tỏa nó. Và nếu bạn làm theo đúng, xem kỹ 5 đoạn video này, các bạn làm theo đúng những bước này, thì chắc chắn là những đoạn video của bạn nó sẽ rất là hay, nội dung của bạn sẽ rất là hay, những bài viết của bạn sẽ rất là hay, và nó sẽ lan tỏa đến khách hàng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ gửi đến bạn những đoạn video sau. Bye bye các bạn.